lúc này các bạn nhận là có một cái cơ hội thì mạnh mắt đi vào lòng bàn tay là ta bắt đầu đưa sờ một tay vô một tay đưa dư dắn từ từ ta sẽ cảm nhận rằng hai lòng bàn tay ta có hút vào nhau sau đó cái này đưa lên cho con hướng tới tình yêu thương với độ khoảng gian trên biển đó họ nhà mình là gì cô gì chú bác cô quá là mình anh em con cháu trong dòng họ vợ hoặc chồng của các con lần thứ hai cho con hướng tới tình yêu thương với tất cả mọi người con đã từng gặp và quen biết lần thứ ba cho con hướng tới tình yêu thương với tất cả mọi người trên thế gian này và muôn loài tiếp theo ta xoay bàn tay trái chúng ta đi xuống cách theo ta xoay bàn tay trái như thế rồi chúng ta thả từ từ đi xuống và ép hai lòng bàn tay chúng ta đi xuống thở ra và hít vào chúng ta xoay bàn tay để bàn tay trái chúng ta bắt đầu chúng ta lại đi xuống ta liền rồi tiếp tục chúng ta đưa bàn tay chúng ta lên chắc là chúng ta sẽ theo hình tam giác như này hình tam giác chúng ta chìa ra thẳng bàn tay chúng ta ra rồi chúng ta hít vào chúng ta chìa ra chúng ta hít vào chúng ta thở ra và chìa ra chúng ta đưa bàn tay chúng ta lại lần này chúng ta lại phát ra một thông điệp cho những giới tình yêu thương tất cả mọi người trên thế gian này và muôn loài hai bàn tay chúng ta tiếp nhận cặp lòng bàn tay trái trên dưới hai ngón tay trái cặp chạm vào nhau lúc này chúng ta thả lỏng cơ thể và nói tôi là người khỏe mạnh tôi khỏe mạnh để giúp đỡ mọi người tôi là người khỏe mạnh tôi khỏe mạnh để giúp đỡ mọi người tôi là người khỏe mạnh khỏe mạnh chúng ta phát ở trong tâm của chúng ta thôi chúng ta không cần nói ra ngoài đây là thông tin giác mơ rồi bắt đầu mọi người để cho mình có một khuôn mặt thật là tươi chúng ta luôn luôn mỉm cười chúng ta cố hiển minh chúng ta nhắm mắt lại để chúng ta cảm nhận tất cả những gì mà các chư vật chư thiên đang chữa bệnh với chúng ta chúng ta nhắm mắt lại chúng ta cảm nhận đi chúng ta nhắm mắt lại chúng ta cảm nhận được chưa chúng ta thả lỏng cái tay chúng ta tay thả lỏng chúng ta chúng ta nhắm mắt lại chúng ta cảm nhận xem cơ thể chúng ta có biểu hiện gì không nào ta nhắm mắt lại ta cảm nhận luôn sau tí nữa tôi sẽ hỏi xem là ai sẽ có biểu hiện gì nhé
thầy vừa dạy thì con được biết. Thì con nhắm mắt lại, khi con mở mắt ra, thầy cho mở mắt ra, con cảm thấy như là có một ánh hào quang gì ở trước mắt con. Thứ hai, điều thứ hai là cái tâm của con cảm thấy là tĩnh, con tĩnh lại cái tâm của con, mà con thấy nhiều những điều nó khác hơn mấy những lúc mà con chưa được nghe thầy giảng. Cái thứ ba nữa là con cảm thấy là vừa ánh hào quang, vừa tâm được tĩnh, vừa cái tự tin, là con thấy trong thâm tâm con cũng như trong người con là khoan khoái, thoải mái. Rồi, cảm ơn.